Được xem là kinh đô đầu tiên của vương triều Chân Lạp từ năm 550 đến 598 với tên gọi Ishanapura, Sambor Prekuk nằm ở phía đông bắc thành phố Kompong Thom, cách Phnom Penh 206 km, giấu mình trong một khu rừng âm u. Đúng như tên gọi của nó theo tiếng địa phương là ngôi đền nằm giữa rừng già. Khu đền vốn có đến 140 cụm tháp đền. Trải qua 14 thế kỷ, giờ đây chỉ còn lại 7 cụm đền tương đối nguyên vẹn, trong đó có 3 cụm đền được mở cửa cho du khách tham quan. Tôi rất vui vì ngôi đền được xếp hạng di sản thế giới. Nó đã bị lãng quên một thời gian dài cho đến năm 1994. Chúng tôi mới bắt đầu công tác trùng tu bảo tồn di tích này. Tôi hy vọng kể từ bây giờ, người dân địa phương sẽ được hưởng lợi nhiều hơn khi có nhiều khách du lịch đến đây. Nghệ thuật kiến trúc ở Sambor Prekuk mang phong cách độc đáo của Khmer cổ. Tuy không đồ sộ như Angkor, nhưng vẻ trầm mặc, sự thô ráp mạnh mẽ thoát lên từ những ngôi đền tháp còn lại sau bao biến thiên của lịch sử cũng đủ làm rung động du khách. Lễ đón nhận bằng chứng nhận của tổ chức UNESCO trao cho ngôi đền được tổ chức ngày hôm nay tại Phnom Penh.